Dạ bác. Xin giới thiệu đây là lòng hồ sông Đà nhá. Ở địa phận khu vực Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đấy, hồ rất rộng đẹp. Đây là vị trí check-in chụp ảnh rất là tuyệt vời. Hôm nay là thời tiết là nó có hơi có mây một chút. Ở trời ngoài nhiệt độ ngoài trời đang khoảng 20 độ C. Trời rét. Nước suối chảy róc rách. Ở dưới kia là những cái lồng bè cá nhá. Bè cá của người dân nuôi, nuôi cá trên lòng hồ. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Xin cảm ơn.